Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Alpha Fly. Hôm nay mình sẽ trở lại với chương mục sân Europe với thằng Flash. Lâu lắm rồi mình mới đụng lại thằng Flash này, thì tại vì nó ra rất là nhiều cái multiplier mới này. Thì lần trước mình chỉ các bạn tới Game Boy này ha, còn Game Fly, Launchpad, Landing và Miss này mình chưa có chỉ bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm chỉ các bạn dần dần, mình chỉ hai cái này tại vì nó cần ít tiền để làm nhất ha, cần ít tiền nhất. Còn hai này nó cần khoảng 0.01 đô, 0.01 ETH, tức là khoảng ba mấy đô á. Để làm cái này mình sẽ để nó một video sau, mặc dù Flash nó sắp manage tới nơi rồi, nhưng mà nếu mà mình thêm vô video này nó dài quá. Rồi, hai cái phần đầu mình sẽ chỉ các bạn landing và miss ha. Rồi ngoài ra mình sẽ chỉ các bạn thêm bật mí, gọi là không phải bật mí mà chỉ các bạn thêm những cái thông báo mới, cũng như những cái mẹo mà để kiếm được nhiều gem ở trong cái thằng District 1 này ha. Bởi rồi mình kiếm được rất rất là nhiều gem rồi, các bạn thấy không? Mình có gần 500.000 gem rồi ha. Làm được rất là nhiều ha. Hy vọng nó sẽ trả cái thưởng xứng đáng cho mình. Nhưng mà ngoài ra mình có những cái thông báo cập nhật mới về thằng District 1 này. Cũng như là mình sẽ, nếu mà có thời gian thì mình thấy video đủ ngắn thì mình sẽ chơi thêm cái game này, để hướng dẫn các bạn lấy thêm điểm thưởng trên thằng Space Bar này ha. Lúc trước mà lần trước nó chưa có cái game đó, thì lát nữa mình sẽ chỉ các bạn chơi cái game này. Để mình nói sơ về cái dàn ý cái sườn của mình nói cho trong ngày hôm nay trước. Đây, cái game này đây, game My Swapper, Star Swapper này ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ đến với cái thằng Miss này trước đi. Miss này nó dễ nhất nè. Rồi, cái thằng Miss này, để làm thằng Miss này đâu rồi, để mình vô phần multiplier lấy phí này ví phụ mình ha, làm cho các bạn coi. Để làm thằng Miss này thì rất là đơn giản, là các bạn chỉ cần lock một số tiền khoảng 1 đô thôi, các bạn không cần nhiều đâu, 1 đô hoặc dưới 1 đô cũng được, lock vào thằng Hyperlock này hoặc là thằng Wasabi này là có thể hoàn thành được ha. Mình hàng này thì vẫn còn rất là nhiều gold các bạn. Bạn thấy không? Hàng nào cũng còn khoảng 500-600.000 gold để thưởng cho người dùng. Thì nếu các bạn ok, các bạn có thể lock nhiều hơn, nhưng mà nhớ lock với số tiền có thể mất được nha, chấp nhận mất nha, chứ không phải lock xong rồi quăng bỏ đó đâu ha. Rồi, giờ các bạn vào thí dụ với con Wasabi đi, mình sẽ chọn Wasabi, tại Wasabi mình có cái token Bug Moon á. Token Bug Moon. Đó, thì các bạn khi các bạn vô Wasabi ha, nó mặc định là cái trang chủ wasabi.xyz này, lát nữa mình sẽ để cái đường link trong phần mô tả. Thì nó có cái phần earn, các bạn click vô cái phần earn này cho mình ha. Rồi các bạn có thể deposit cái đồng WETH hoặc USDB, WETH mới được nha, hoặc USDB hoặc là đồng Bug. Bug này là Bug Moon đó các bạn. Bạn nào không có Bug Moon hay không có WETH thì lên cái sàn Thruster.finance này nè. À, các bạn swap ra, swap một ít thôi cũng được, swap 1 đô thôi cũng được nữa nha các bạn. 1 đô là được đủ làm nhiệm vụ này rồi. Rồi mình swap ra cái con Bug Moon này để mình làm ha. Rồi các bạn deposit vô. Đây mình swap ra tí xíu à, 3 đồng à. Rồi các bạn deposit vô. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Rồi ở đây nó sẽ kêu các bạn approve transfer token nè. Tức là cấp quyền cho nó sử dụng 3 cái đồng Bug Moon này. Cái nào cũng được nha các bạn. Mình nói rồi, cái nào cũng được, không phải nhất thiết chỉ là Bug Moon. Các bạn có thể làm WETH, supply WETH cũng được, supply USDB, gọi là một USDB cũng được. Thì đây tại mình có sẵn cái này nên mình làm thì khỏi mất công mình swap ra thôi chứ không có gì đó. Rồi, đợi một tí. Rồi, hồi nãy là approve cho nó sử dụng cái token Bug Moon hả? Bây giờ mình mới cái động tác này confirm tiếp theo mới là deposit nó vô cái pool này. Rồi, sau khi deposit vậy là xong rồi các bạn ha. Đợi 5 phút sau quay trở lại cái mục này, lát nữa quay lại mục này nó thằng Plus nó sẽ xác nhận cái này cho các bạn. Rồi vậy là xong ha, xong cái này rồi. Bây giờ qua tiếp tục tới thằng landing này, mình làm bằng ví chính luôn ha. Landing này mình chưa có làm, thì mình có làm trên ví chính để cho các bạn coi luôn ha. Thì landing này nó có những thằng nào, nó có thằng Juicy Finance này mình quen nè, Bug Finance thì mình cũng biết, MetaStreet mình không biết, Orbit thì không biết, Init Capital thì mình cũng không biết. Mình biết bang này thì mình chọn cái hàng Juice Finance này, tại vì nó còn rất là nhiều, các bạn thấy nó còn tới 1.000.000 gold lần ha, 1.000.000 gold. Rồi các bạn vô cái website của nó, đây website nó đây mình vô sẵn rồi ha. Rồi bây giờ nó, các bạn có thể cho mượn, các bạn vào cái mục
mới đầu mặc định nó là vô nó là vậy nè các bạn ha. Mặc định vô nó là như thế này. Rồi bây giờ các bạn vào cái mục deposit to earn as a lender. Rồi, deposit to earn as a lender ha. Thì nó sẽ chạy qua này. Thì các bạn có thể cho mượn đồng WETH hoặc là đồng USDB. Thì mình nói rồi, WETH thì các bạn lên cái sàn Truster.finance, các bạn swap qua WETH. Còn ai muốn cho mượn USDB thì cho mượn USDB. Thì ở đây mình cho mượn, để mình tính toán coi, chắc cho mượn 60 đô đi. 60 để có gì ăn thêm được tí gold, cũng không ăn nhiều đâu các bạn, xong không thể ăn nhiều giờ lúc này được đâu, tại vì tới ngày 26 là thằng Plus nó ra token, hôm nay là ngày 18 rồi, thì tất cả các dự án trong cái tụi Plus nó sẽ được trả gold, nó sẽ phát gold hết cho người dùng trước ngày 26, tức là các bạn còn không tới chỉ còn dưới 7 ngày nữa để làm cái này, thì mình đua không lại những cái người đã supply trước rồi, chưa kể người ta supply mấy ngàn đô, mình supply 60 đô cho vui thôi ha, cho vui thôi cũng được, chứ không có hy vọng gì mà ăn nhiều đâu. Rồi nãy mình mới approve token thôi, giờ mình supply đổi là cái đồng gì ấy? OLT, Omega Liquidity Token. Đó, mình có thể rút ra bất kỳ lúc nào ha. Rồi. Rồi như vậy là xong cái nhiệm vụ về của thằng Juicy, mình đợi khoảng cũng đợi khoảng 5 phút sau xong rồi nó sẽ xác nhận cái này cho mình ha. Xác nhận cái này cho mình. Giờ trong cái nhiệm vụ của thằng Miss nè có hai block, nó cũng có cái nhiệm vụ add liquidity trên hai block, nhưng mà có một bạn trong group Telegram mình nói là khi mà add vô rồi không thấy cái chỗ nào để mình rút cái đồng này ra, mình cũng vô mò thử, đúng là chưa có thấy cái chỗ nào để rút ra nha các bạn. Mặc dù hai block này nó còn nhiều tiền nhưng mà nạp vô rồi chưa thấy chỗ để rút ra, bạn đó nói vậy đó. À, có withdraw nè. Rồi để mình vô bạn, mình nói bạn ha. Vô phần manage ha, withdraw. Rồi ok. Thì bạn nào muốn xài Hyperlock cũng được, mình thì xài Wasabi cho nó đơn giản. Bạn thấy giao diện Wasabi đơn giản không? Lock vô, rút ra xong, với lại lock ít cũng được, lock tí xíu thôi nó cũng xác nhận cho mình luôn. Rồi bây giờ qua tiếp tới phần District One, mình mới muốn thông báo về District One ha. Để mình bật cái tab Telegram của mình lên. Telegram. Rồi, mình sẽ cập nhật về District One cho mọi người ha. Hôm qua mình có báo trước trên Telegram rồi. Đó là District One sẽ phân bổ 200.000 token cho 70% người dùng nào mà đang có cái mua xe Honda ở trên Caspay á. Caspay là mấy cái này là các bạn ha. Sẽ phân bổ 70% cho những người dùng đã mua xe Honda, 30% còn lại sẽ cho những chủ host của những cái này. Host là cái bọn mà có cái chữ này nè các bạn, host nè. Đó, còn lại là cho xe Honda 70% là xe Honda, 30% là cho chủ host ha. Đó là thông báo thứ nhất. Thứ hai nữa là tụi District One nó sẽ phân bố rất nhiều token, họ nói rất nhiều, chưa biết con số cụ thể là bao nhiêu, rất nhiều token trong số 1,2 triệu gold phân bố cho cái vụ claim gem này nè. Đó, coi như là 1,2 mình gọi là còn 1 triệu á, sẽ phân bố rất là nhiều gold trong số 1 triệu gold còn lại cho những người mà đã lock SOLE. Lock SOLE là giống mình đó các bạn. Mấy bữa mình có nói á, lock SOLE lúc đó mình mua là 0,055 ETH để lock ha. Bây giờ thì giá ETH nó cao hơn cái lúc đó cho nên nó giảm xuống là không còn, chỉ cần lock phải 0,05 thôi ETH đã là các bạn đã lock SOLE. Nhưng mà nó còn tính thêm là cách dựa vào cái thời gian mà các bạn đã lock bữa rày, nó tính điểm thôi cái đó, để nó sẽ phân bố token về ha. Nó sẽ snapshot vào ngày 24 tháng 6, 24 tháng 6 snapshot. Tuy nhiên riêng gem á nha, về gem á, các bạn claim gem nè, thí dụ cái đống gem này của mình thì đến ngày 21 tháng 6 là chỉ còn 3 ngày nữa, 21 tháng 6 là ngày mấy?
là thứ sáu tuần này, nó không biết, chưa biết mấy giờ nha, nó sẽ snapshot cái đống gem này để kết thúc Epic Tree ha. Cái này Epic Tree kết thúc rồi, còn Epic Tree đó, nó sẽ kết thúc cái này là coi như xong. Xong cái này mình chỉ còn cái vụ lock SLA này, ai có lock SLA thì phải đợi. Còn ai mà đã hết lịch unlock thì bắt buộc phải lock lại nha, nếu không nó không tính cái snapshot đó đâu nha. Rồi, đó là cái tiếp theo nữa. Bây giờ thì các bạn đừng có lock SLA nữa nha các bạn, tại vì cái khoảng thời gian tính điểm nó quá ít đi. Nếu các bạn lock bây giờ phải lock 3 tháng, bây giờ là từ ngày 15 tháng 6 đến 18 tháng 6 đến 18 tháng 9 các bạn mới được unlock ha. Mà cái giá SLA đang lao dốc thảm hại trên trên thị trường luôn, chẳng những cái giá SLA mà toàn bộ cái giá của cái mấy thằng Space nè các bạn. Cái giá như của thằng D1 nè, xe Honda nè. Bình thường á, cách đây chỉ khoảng 2 đến 3 tuần thôi, giá nó là 1.200 đến 1.300 đô một xe. Bây giờ rớt còn có 655 đô một xe ha. Các bạn ai mua là lỗ sặc máu luôn. Mấy bữa nó rớt còn 500 đó ha. Sau cái thông báo mà ai có xe Honda sẽ được 70% nó mới đẩy giá lên đại. Thằng này mấy bữa rớt dưới 500 luôn, thằng bắt mua này nè đó. Rồi, cái đó là xong về cái phần thông báo về cách chia thưởng Gold ha. Rồi còn mình sẽ chỉ các bạn những cái mẹo mà để ăn nhiều gem trong những cái ngày cuối cùng trước khi nó snapshot ha. Cái mẹo của mình đó là tham gia, với điều kiện các bạn phải lock SLA mới được nha. Các bạn phải lock SLA, tại vì khi lock SLA các bạn sẽ có 4 quyền rally trong một ngày. Còn nếu các bạn không lock á, các bạn chỉ có 2 quyền rally, kể cả các bạn mua xe các bạn cũng làm không lại. Nếu mà các bạn không lock SLA á, các bạn mua xe các bạn không làm lại mình nếu mà bạn mình có lock SLA và không mua xe nha. Đó. Thì để cái đó thì để có 4 cái thì mình mới gia nhập 4 cái space, gồm có D1, Bắc Moon, Blaster Watch và Bắc Red. Khi mà các bạn gia nhập 3 thằng này nè thì các admin của tuần này, của 2 thằng này nè, nó yêu cầu các bạn một cái lệnh rất là hay, là các bạn mỗi ngày các bạn phải vào vote cho cả 3 thằng space này nè. Vote cho Bắc Red, vote cho Blaster Warp và vote cho Bắc Moon này. Sau đó các bạn gửi lại cái hình snapshot đã vote và rally cho cái bua, cho cái space này trong ngày đó. Thí dụ như mình về đi, thí dụ như mình là vậy. Đây mình sẽ gửi như vậy ha. Mình dùng cái chức năng này. Gửi và phải chụp hình giống như nè. Đó, các bạn chụp hình giống vậy cho mình. Đó. Trong đó có cái nick của bạn, thể hiện được cái nick của bạn trên này. Rồi các bạn, nếu các bạn thấy tiện thì đánh dấu cho tụi chủ hot nó thấy nè. Các bạn đã vote cho ba thằng này, đúng ba thằng này nha, và rally cho thằng Blaster Warp đó. Thì mình hồi sáng mình mới được thưởng thêm 400 gem ha các bạn. Đó, các bạn thấy tại sao mọi người cứ gửi screenshot, tao cứ gửi có vote và có rally nó thưởng cho các bạn 400 gem. Chưa hết, nếu các bạn có ra thi thì mỗi lần mà sau nếu các bạn có vote á với rally của hôm trước thì mỗi lần sau cái thời gian rally, thí dụ như giờ sắp tới là lát nữa tới 11 giờ 15 trưa, các bạn vào đây họ sẽ có cho gem claim airdrop cho bất kỳ ai mà đã rally ngày hôm qua. Nhớ phải có rally ngày hôm qua nó mới cho claim nha, còn không rally ngày hôm qua nó không cho claim đâu. Thằng này cũng vậy, Bắc Red cũng vậy. Thằng Bắc Moon này thì khỏi, Bắc Moon này nó hay chơi trò đó, nó airdrop lúc nửa đêm đó các bạn, 11 giờ hay 1 giờ khuya, 11 giờ tối á hoặc là 1 giờ khuya. Nó airdrop mấy trăm ngàn token, mấy trăm ngàn gem này một lần luôn á bạn. Nè, các bạn coi hôm qua của mình nè. Các bạn thấy mình được mình boost đã cao rồi, mình lúc đó hôm qua với số lượng này mình ăn được một 800 mấy chục gem rally thôi, 800 mấy chục gem rally thôi nha. Mà nó airdrop cho mình tới mấy ngàn gem lận á. Mình vô mình gom phê luôn, có một cái đợt mình ăn được 4.600 gem airdrop á, lúc 1 giờ khuya với lại lúc 6 giờ sáng. Nó airdrop rất là nhiều luôn. Đó, thì cái đỉnh này bạn nào mà có chơi District 1 thì mình nói mới hiểu, còn không các bạn không chơi mình nói các bạn không hiểu gì đâu ha. Rồi, thằng D1 này thì buổi tối mỗi ngày từ 4 giờ chiều cho đến 11 giờ khuya có ông John là ông này này.
Ủa sao nó không hiện chủ host lên ta? Nói chung có ông John, chủ host ổng lên, ổng erup rất là nhiều. Cứ giấc mà trước khi rally và sau khi rally khoảng 2 đến 3 phút ổng erup cực kỳ nhiều luôn các bạn. Mình gom nè, các bạn tưởng tượng đi, cái số lượng mình rally, nếu không tính boost nha, số lượng mình rally chỉ có 22.461 gem thôi, mà mình được erup tới 36.772, là các bạn biết mình spam erup được nhiều cỡ nào luôn hay không. Nó ăn gấp rưỡi nổi con số này, đã gấp rưỡi con số này rồi ha. Rồi tiếp theo, ngoài ra vào khoảng thời gian đó, do hiện tại đang có euro bên nước Đức các bạn đá banh á đó, cho nên họ đang có cái dự đoán kết quả trận đấu. Thì các bạn dự đoán kết quả trận đấu mỗi lần vô từ 4 giờ cho đến khoảng 7 giờ tối á, là ổng cho dự đoán kết quả trận đấu, mà các bạn chỉ cần dự đoán đội thắng thôi là ok, ổng sẽ lên cái danh sách cho các bạn, ai thắng thì sẽ chia cái bùn thưởng 10.000 game. Chỉ cần dự đoán đội thắng chứ không phải dự đoán tỷ số nha các bạn, dự đoán đội thắng đó, ai thắng sẽ được chia cái bùn thưởng 10.000 game. Thì hôm qua có cái trận bị với lại Slovakia, thì thằng Slovakia nó thắng mà chỉ có khoảng 3 hay 4 người gì đó là dự đoán Slovakia thắng thôi, cho nên 3 hay 4 người đó lát nữa sẽ được ổng thưởng tới 2.000, chứ bùn thưởng chia lấy 10.000 chia cho 3 hay 4 người thì được từ 2.500 đến 3.333, mình không nhớ rõ là 3 hay 4 người nữa, nhưng mà ít lắm, ít người chọn Slovakia thắng lắm. Ai ngờ Bỉ nó cùi đến thế, ai ngờ Lukaku đá hoài đá không vô, đá giờ còn bị những tình huống siêu xẻo không được công nhận bằng thắng nữa mới ghê chứ. Đó, thì đó là những cái cập nhật của mình về District 1 này ha. Nhớ tuyệt đối bây giờ không có mua lock SOLE nữa nha các bạn, trễ lắm rồi. Ngày 21 nó snapshot mất tiêu rồi. Ngày 24 nó snapshot, còn về gem thì ngày 21 nó snapshot mất tiêu rồi. Đó. Rồi đó là những cái cập nhật mới nhất. Đây nè các bạn thấy không? Nhiệm vụ landing đã ok nè, mình qua coi đây coi. Đó, nhiệm vụ miss bên này của Bác Moon cũng ok luôn rồi ha. Rồi. Còn giờ video quá dài, mà để mình chỉnh cái game file lên spat này ở video tiếp theo ha. Như vậy là cái video hướng dẫn tiếp theo về Blast Menace của mình đến đây là hết. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy comment dưới phần bình luận bên dưới. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like, một share và đừng quên bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.